Hôm nay mình quay cái đoạn video này hướng dẫn nên các bạn không có thấy mặt được mình. Mình hướng dẫn các bạn là cái cách làm sao tạo đánh giá 5 sao trên trang Facebook Fanpage. Thì mình có kinh nghiệm xây dựng chơi Facebook đó mà. Từ năm 2009 đến giờ. Đúng ra là từ năm 2008, năm 2009, những cái năm đó. Và đến giờ. Nên mình cũng có một chút xíu những kinh nghiệm thôi. Hồi xưa thì mình cũng có một cái trang Facebook Fanpage là Nguyễn Thái Duy rất là nổi tiếng. Cái thời các bạn biết năm 2012 là mình đã được 180.000 like. 180 các bạn, rất là lớn, lúc đó là rất là mạnh. Và mình không hiểu sao cái Facebook bây giờ, sau đó cái tới 2013 thì tự nhiên nó cấm á. Mình không hiểu lý do sao mình gửi báo cáo mà nó... Hồi đó là mình làm tự nhiên các bạn, mình làm tự nhiên. Mình chỉ setup, mình chạy quảng cáo thôi. Nhưng mà không hiểu vì sao nó cấm á. Và mình gửi báo cáo hoài thì cũng không có được. Nên là sau này cũng có một thời gian mình nản. Nhưng mà bây giờ mình cũng xây dựng một cái trang Facebook Fanpage mới, Nguyễn Thái Duy mới, cũng được lên gần 50.000 like rồi. Và mình thì mình chơi trên Facebook cá nhân là nhiều. Và Facebook thì nó có ba cái cơ chế, mình nói chút xíu rồi mình hướng dẫn. Facebook thì nó có ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là Facebook profile, là gọi là Facebook cá nhân á. Các bạn thấy cái trang fanpage Facebook cái trang Facebook cá nhân Nguyễn Thái Duy là nó có chức năng kết bạn. Còn cái trang Facebook fanpage thì nó chỉ like thôi. Cái sự khác nhau giữa trang Facebook fanpage và trang Facebook cá nhân đó là cái gì? Có một bạn có hỏi mình nó như vậy á. Thì thực sự là cái trang Facebook fanpage nó giúp cho chúng ta chạy quảng cáo được, chúng ta tiếp cận với số lượng khách hàng lớn. Còn cái trang Facebook cá nhân chúng ta tương tác khách hàng rất là ấm. Các bạn làm ở trong phạm vi nhỏ thì rất là tuyệt vời. Tuy nhiên sau này các bạn muốn tiếp cận với lượng khách hàng lớn thì chúng ta không tiếp cận được. Và khi mà chúng ta bán hàng thì chúng ta cần có cái trang Facebook fanpage để chúng ta tiếp cận với khách hàng nhiều hơn, với chúng ta tạo ra những cái tên theo thương hiệu của sản phẩm, theo lĩnh vực ngành nghề để chúng ta tạo và nó cho chúng ta quảng cáo. Thì bây giờ là nếu các bạn có trang Facebook fanpage rồi thì làm sao các bạn biết được cái cách để nó có 5 sao. Ngoài ra chúng ta có cái group các bạn, Facebook nó có Facebook profile này, gọi là Facebook cá nhân này, Facebook fanpage, thường thường là chúng ta dùng để tạo ra cái thương hiệu lĩnh vực kinh doanh, và Facebook group là chúng ta tập hợp rất là nhiều người vào trong cái group đó theo cái một tiêu chung. Thì cái cách tạo Facebook fanpage, nhiều người thấy Facebook fanpage có đánh 5 sao, nhìn thấy đẹp, chuyên nghiệp, có vẻ uy tín nên muốn có đánh 5 sao nhưng loay hoay không biết nó như thế nào. Thì các bạn biết là trước tiên á, chúng ta phải vào ở trong cái trang giới thiệu của các bạn á, các bạn vào chỉnh sửa trang, vào giới thiệu này, các bạn vào chỉnh sửa trang đúng không? Thì vào trang giới thiệu này, các bạn bấm vào giới thiệu này, các bạn thấy cái nút giới thiệu mình đưa chia sẻ các bạn không ạ? Đây này, ngay cái con dù này đó, các bạn thấy cái chỗ này nó có chỉnh sửa trang. Thì các bạn chỉnh sửa trang để bạn chọn về gì ạ? Bạn chọn về doanh nghiệp địa phương. Doanh nghiệp địa phương, bạn chọn về cái chữ doanh nghiệp địa phương, chỉ có doanh nghiệp địa phương thì chúng ta mới đánh sao được, các doanh nghiệp khác chúng ta không có đánh sao được. Doanh nghiệp địa phương. Và vị trí thì bạn đây nè. Khi mà vào tên này thì các bạn có, nó có sẵn rồi. Tên có thể là Bitrain tên gì đó bất kỳ. Rồi chỗ này là cái doanh nghiệp địa phương. Ok, bạn chọn cái chữ doanh nghiệp địa phương. Vị trí thì bạn xác định thôi, địa chỉ công ty của mình, địa chỉ. Cái này là cái mã số bạn nhớ. Cái này là cái mã số bạn nhớ. Cái mã số bưu điện á, cái mã co thì của đây là nó quy định là 75.000. Ok, trước kia là nó 70.000 các bạn, bây giờ nó có sự thay đổi chút xíu, 75.000, hoặc là chúng ta đọc ra là 705.000 hoặc là 75.000, vậy chúng ta dễ nhớ. Rồi nó ra cái local này, chấm vị trí chỉnh sửa bản đồ kéo local. Rồi chúng ta vào cái chỗ cài đặt chung. Đó. Chúng ta vào cái chỗ đánh giá, và các bạn thấy không ạ? Nó có cái chữ nè, nó có cái chữ, các bạn nhìn thấy rõ không? Nó có cái chữ đó. Chọn đánh giá, cập nhật đánh giá trên trang này. Bạn chọn này thì nó cập nhật đánh giá, còn chỗ này thì nó không. Rồi sau đó bạn bấm lưu. Bạn đừng có chọn cái chữ tắt, cái này là mình tắt đánh giá đi. Còn cái chỗ này có, sau đó bạn bấm lưu thôi. Rồi. Thì sau khi bạn bấm lưu rồi thì nó như thế nào ạ? Thì lập tức cái đánh giá đó nó nằm ở ngay phía dưới này của bạn này. Lập tức cái đánh giá nó nằm ngay phía dưới liền. Các bạn lập tức cái đánh giá nó nằm ngay phía dưới ngay đây liền. Các bạn thấy cái bảng đánh giá nó nằm ngay phía dưới đó liền.
các bạn dùng cái chữ đánh giá nó nằm ngay đó liền. Rồi nếu trường hợp các bạn thấy nó không xuất hiện thì sao, bạn cũng vào cái chỗ cài đặt lại và bạn vào cái chỗ chỉnh sửa trang, chưa vào cái chữ cài đặt nè, rồi chúng ta chưa vào chỉnh sửa trang nè, thì các bạn đi xuống nè, nó thấy có các bài viết, video, hình ảnh giới thiệu rồi thì nó cho thêm tab, các bạn búng bấm vào nút thêm tab thì nó có những cái nút ưu đãi rồi, nó có rất là nhiều nút, các bạn thấy nó rất là nhiều nút, thì các bạn vào nút đánh giá, các bạn nói là thêm tab vào, thì các bạn thêm tab vào thì tự nhiên nó mặc định thôi, tab mặc định nó ở dưới cuối này, thường nó ở dưới cuối này, rồi các bạn mới bắt thôi, mình lấy con chuột mình bắt mình bỏ thôi, mình bỏ là nó lên này. Các bạn dùng chưa, các bạn bóc bỏ chỗ nào cũng được. Như vậy là cái cách làm nó cũng khá đơn giản thôi, bạn cứ follow như vậy là bạn làm được thôi, không có gì, bạn cứ view video này lại, bạn cứ xem từ từ nha, thì bạn sẽ thấy được thôi, nó không có cái gì khó khăn trong cái này hết. Và thế là bạn chia sẻ lên cho mọi người họ biết và họ đánh giá. Tuy nhiên người khác thì đánh giá của bạn thì rất là ok, họ đánh giá ok, nhưng mà họ đánh giá tệ của bạn thì nó như thế nào, nên nhớ là bạn không có xóa được, bạn hoàn toàn không có xóa được cái đánh giá của họ. Họ đánh giá tốt thì nói rồi, họ đánh giá xấu, họ comment xấu, họ comment tốt thì chúng ta không có gì, chúng ta không thể xóa được. Do vậy mà nó giúp cho chúng ta gì ạ, chúng ta cần phải làm ăn uy tín, và những ai mà khách hàng mà fan ruột của chúng ta thì chúng ta luôn nhờ họ đánh giá tốt vào. Để làm chi ạ? Để có nhiều đánh giá tốt vào, và lâu lâu có một đánh giá không tốt thì nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Bạn có nhận ra điều này, nó không có ảnh hưởng gì lắm. Nó là các bạn cứ từ từ, cứ từng bước và chúng ta làm theo thôi. Không có cái gì các bạn phải suy nghĩ nhiều hết. Các bạn cứ xem kỹ đoạn video này, tại vì mình vừa cầm mình vừa nói, ok, mình vừa quay để cho các bạn xem để các bạn hiểu được hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ theo xem những đoạn video khác nhé. Nhớ tạo ra cái đánh giá cho Facebook fanpage của mình. Bye bye các bạn.